Cuối giờ chiều nay, ngày 29 tháng 12, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, chủ trì hội nghị tổng kết công tác thu chi ngân sách nhà nước và khóa sổ ngân sách nhà nước năm 2022. Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các quận huyện. Báo cáo của kho bạc nhà nước thành phố Đà Nẵng cho biết tính đến 16 giờ chiều ngày 29 tháng 12, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 24.132 tỷ đồng, vượt gần 23% dự toán. Trong đó thu nội địa đạt gần 18.820 tỷ đồng, vượt 24,6% dự toán, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 5.300 tỷ đồng, vượt gần 18% dự toán. Chi ngân sách địa phương gần 15.900 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên hơn 7.288 tỷ đồng, gần bằng 93% dự toán, chi cho đầu tư phát triển là 8.607 tỷ đồng, vượt 6,5% dự toán. Tính đến thời điểm 16 giờ chiều ngày 29 tháng 12, ngân sách thành phố tồn quỹ gần 17.450 tỷ đồng.